He knows this all the time. He just misses me. Doesn't matter. Do not put up with that. Okay? Được chính phủ Úc Canberra cấp phép. Kim Hoàng và kế toán gia Bo Huy Nguyễn rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả trong chương trình Thời sự nước Úc của Vietfay TV. Kính chào anh Huy. Chào Kim Hoàng và chào tất cả quý vị thính giả của Vietfay TV. Chúng ta lại có thêm một cái tin tức vui ngày hôm nay nữa phải không? rất vui. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm qua thì Tổng gia thống kê APS đã đưa ra một cái thông tin mà mọi người rất là vô cùng ngạc nhiên khi mà tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 2 2021 đã hạ giảm xuống chỉ còn 5.8% mà thôi. Trước đó vào tháng Giêng thì chúng ta cũng thấy tỷ lệ thất nghiệp là ở mức là 6.3% và chỉ trong vòng một tháng giảm hạ 0.5%. Đây quả là một cái con số rất là kỳ diệu. Và tuy nhiên, song song với cái việc giảm hạ tỷ lệ thất nghiệp, thì cái tỷ lệ những người làm việc khiếm dụng, mà từ tiếng Anh gọi là underemployment, có nghĩa là làm việc rất ít giờ, thì lại gia tăng. Con số vào tháng 1 2021, thì cái tỷ lệ khiếm dụng này là ở mức là 8.1%. Trong khi đó, vào tháng 2, thì cái tỷ lệ khiếm dụng nó lại là 8.5%. Có nghĩa là với tỷ lệ thất nghiệp giảm hạ được 0.5% thì cái tỷ lệ khiếm dụng nó lại gia tăng 0.4%, và đây mới là cái vấn đề chính đó thưa anh Huy. Cái đề tài mà Kim Hoàng vừa đeo ra là cái nạn thất nghiệp đó, thì nó có nhiều những cái yếu tố tình tiết ở trong đó, thì không phải là cái thống kê không, mà nhiều khi người ta nói là ủa sao thống kê thấy vậy mà sao tôi tìm việc khó quá, là những cái vực mà underemployment, có nghĩa là nếu mà quý vị làm một tiếng thì quý vị coi như là không có nằm trong thống kê của thất nghiệp. Đúng. Không ạ? Vì vậy, nhưng mà một cái tin mà chúng tôi thấy là nó cũng hơi có cái phần tích cực trong đó, chúng ta phải nói trước là gần 90 công an việc làm đã được kiến tạo. Có nghĩa là những cái thời gian mà chúng ta đã bị công an việc làm bị mất trong thời gian Covid này đã được tái phục hồi lại, thì đây là một cái điều rất là may mắn, vì nước Úc chúng ta đã bouncing back, có nghĩa là vượt qua, nghĩa là chúng ta đã bật lên một cái rất là nhanh chóng. Và rất là bất ngờ. Tuy nhiên, cái vấn đề muôn thuở mà chúng tôi hay nói ở đây đó là vấn đề unemployment, là Kim Hoàng dịch ra một cái danh từ rất là đúng, chúng tôi rất là đắc tâm từ đó là khiếm dụng. Thì chúng ta muốn làm 38 tiếng một tuần mà chúng ta chỉ có làm 20 tiếng thôi hay 15 tiếng thôi, đó là cái vấn đề mà nước nào cũng có bị như vậy hết. Tại vì công an việc làm càng khó khăn hơn thì không có khi nào mà một nước mà nó gọi là full employment. Thì trong có một thời gian ngắn, Kim Hoàng ở Hoa Kỳ có full employment là công an việc làm quá nhiều, nhưng mà khi mà full employment là ai muốn đi làm sẽ có việc làm rất là dễ dàng, đó gọi là full employment, thì thông thường những cái tỷ lệ thất nghiệp nó khoảng 3-4%. Nhưng nó cũng lại sinh ra một cái vấn đề khác, đó là bị shortage, có nghĩa là bị thiếu người gì? Rồi chủ lại than vãn là không có đưa ra, mà không có người thì không có để xin, hay là những người không có đủ khả năng, hay là không có đủ. Có nghĩa là vậy, bởi vì không đủ nhân công cho nên phải nhận bừa vào và đâm ra những người không có kinh nghiệm, hoặc là nó làm công việc họ bị chậm trễ đi. Đó cũng là một cái yếu tố mà gây ảnh hưởng rất nhiều về vấn đề full employment. Vâng, nhưng mà nếu mà với cái mức mà 5.8 mà trong cái thời kỳ mà chúng ta vừa mới thoát được, gọi là về kinh tế đó, chúng ta vừa mới thoát khỏi Covid đó, thì gọi đây cũng là một cái kết quả rất là khả quan. Và nhiều kinh tế gia cho rằng là chúng ta đã vượt qua được và ở giữ ở vị trí ở tiền Covid rồi, thì đây cũng là một cái tin rất khả quan. Trước khi mà tổng gia thống kê ABS đưa ra cái tỷ lệ thất nghiệp 5.8%, kính thưa quý vị, thì thống đốc của ngân hàng trữ kim RBA có lẽ là cũng đã nhìn thấy được những con số này trước chúng ta rồi, thì ông cũng đã hạ giảm cái sự kỳ vọng của ngân hàng trữ kim. Trước đây thì RBA cho rằng cái mức độ thất nghiệp lý tưởng tại Úc nên ở vào khoảng 5%. Tuy nhiên, vài ngày trước thì chính thống đốc ngân hàng trữ kim lại sụt giảm xuống là ông hy vọng là nước Úc chỉ có cái mức thất nghiệp ở vào cái mức 4% mà thôi. Thì ông mới cho là cái nền kinh tế khỏe mạnh. Chúng ta thấy đó là những cái thông tin mà tất cả những cái người này, khi mà nghĩ rằng họ đã nhìn thấy được những cái con số này rồi trước khi đưa ra công chúng, thì tất cả những người bên trong họ đã thấy được, và mọi người đều công nhận nước Úc đang phục hồi kinh tế khá là mạnh. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của vấn đề mà thôi. Vấn đề 8.5% những người
đang làm việc kiếm dụng mới là quan trọng, là bởi vì cái thành phần nghèo đói là cái thành phần này, họ nhiều người họ làm việc chỉ có 5 tiếng hoặc 10 tiếng đồng hồ thôi, họ vẫn được công nhận là đã có việc làm, nhưng mà thật ra cái thu nhập của họ không đáng là bao nhiêu hết, và cái thu nhập hoàn toàn không đủ sống. Và đây mới là một cái yếu tố mà chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề. Có lẽ là chính phủ đang đưa ra những cái đường lối chính sách mà để cho giúp và tạo cho nhiều người không có trở thành là permanent unemployed, có nghĩa là thất nghiệp vĩnh viễn, thưa quý vị. Thì cái những cái số lượng đó mới là cái đó là một cái kẻ thù của nền kinh tế, là tại vì nếu mà chúng ta thất nghiệp trong một thời gian ngắn rồi chúng ta có công ăn việc làm lại, hay là chúng ta có được một công ăn việc làm mà gần như là cái khả năng của chúng ta của công việc trước đó, thì vậy cũng là ổn rồi. Tuy nhiên chính phủ rất là lo lắng vậy cái số lượng người mà vì long term unemployed, hay là những người mà làm việc đó là quá ít giờ và dần dà sẽ trở thành cái số lượng người mà là thất nghiệp vĩnh viễn, cho nên cái đời đi là một cái đe dọa lớn cho nền kinh tế. Cái số mà 8.5 Kim Hoàng vừa nêu ra đó, trước có những cái thời gian của nước Úc cái số đó lên rất là cao với thanh thiếu niên từ 16 đến 25. Nó lên đến 11.5% có thời gian. Nhất là thanh cái khoảng tuổi 16 đến 25 đó, thì những cái số tuổi đó là cái số tuổi mà chính phủ luôn luôn chú ý đến và luôn luôn làm sao ở giữ âm cái tỷ lệ thấp nhất, tại vì đây là cái tiềm năng mà đóng góp nhiều nhất cho xã hội, phải không Kim Hoàng? Vâng. Vâng, và chúng ta khi mà chúng tôi đưa ra những cái con số thống kê thì lúc nào nó cũng có hai mặt của vấn đề. Nếu mà chúng ta nhìn thấy cái tỷ lệ 5.8% quá thấp và chúng ta cảm thấy hào hứng, thì chúng ta hãy đừng hào hứng vội, là bởi vì chúng ta phải nhìn qua kế bên là cái tỷ lệ kiếm dụng 8.5% thì vẫn hãy còn rất cao. Tuy vậy, Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg cũng cho rằng những cái thông tin này là những cái ánh sáng cuối đường hầm mà nước Úc đã đạt được vào cái thời kỳ hậu Covid-19. Và ông George Frydenberg cũng cho biết là khi mà một khi nền kinh tế của nước Úc đã phục hồi được như vậy rồi, người dân đã có công ăn việc làm, thì chắc chắn là Bộ Ngân khố sẽ siết lại những gì mà chính phủ đã cho ra. Và đây là cái khoảng thời gian mà những cái trường hợp nào gian lận hoặc cố tình xin những cái khoản trợ cấp với những cái thông tin không chính xác cũng sẽ bị phanh phui, phải không thưa anh Huy? Dạ vâng, khi mà 6 tháng trước thì chúng ta không có nghe Tổng Ngân khố nói gì đến ngân không sách, không có cái sự đe dọa nào hết, không có đe dọa hay là cân bằng ngân sách hết, nhưng mà chỉ trong vòng 3 tháng gần lại 3 tháng nay thì những cái tin mà như quý vị thấy là hàng tuần chúng tôi đưa ra những cái tin tức về thống kê là kinh tế đã phát triển và số lượng thất nghiệp đang trên đà đi xuống đó, thì ngay lập tức thì Tổng Ngân khố đã ra những cái chiến lược mới, đó là bắt đầu cho những cái sự trả nợ. Chúng tôi nói rất là rõ ràng là vì đây là vấn đề trả nợ, là vì mình chính phủ liên bang đã cho ra rất là nhiều, bây giờ là cái công việc hành chánh từ những các bộ ngành đang có những cái chương trình mà chính sách mà đang siết lại. Đây chúng tôi nói là chính phủ, sở thuế là một cái điển hình, bắt đầu đưa ra những cái chiến lược là đòi nợ trở lại. Sau 11 tháng họ đã ngừng không hoạt động, coi như là không đòi nợ. Quý vị nào mà khai báo trễ về thuế vụ thì họ cũng vẫn để yên trong suốt 11 tháng, nhưng ngày 1 tháng 2 vừa qua đó thì nhà thuế vụ cũng giống như là các bộ ngành chính phủ đang bắt đầu làm việc và ráo riết để mà đòi hỏi những cái gì mà quý vị chưa có làm hay là hoãn lại trong suốt gần 10 tháng qua. Vâng, và đây là cái thời điểm mà các doanh nghiệp ở Úc chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị, là chắc chắn là tất cả doanh nghiệp đều sẽ phải công khai những cái thông tin tài chính và thu nhập của mình cho Tổng nha thuế vụ ATO. Như Huy vừa mới nói là kể từ đầu tháng 2 là cho tới ngày hôm nay là gần 2 tháng ATO đã làm việc rất là ráo riết, mục đích làm sao để có thể thu hồi được những khoản nợ mà chính phủ cho rằng chúng ta không đáng được hưởng. Trong cái tổng số tiền mà chính phủ đã chi hơn 90 tỷ đô la của JobKeeper, thì theo tính toán của Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg sẽ có khoảng 30% chính phủ sẽ lấy lại được bởi vì những cái thông tin không trung thực từ các doanh nghiệp, thưa anh. Vâng, thì cái đó là một cái cách mà chỉnh đốn lại những cái gì mà họ đã bỏ dở dang và họ đã không có được phép làm ở trong cái thời gian mà Covid. Cho nên quý vị thấy là những cái lá thư mà gần đây là những quý vị nào mà chưa khai thuế mà vài ba năm mà bị trễ nải đó, thì chắc chắn là quý vị sẽ nhận được cái thông tin đòi hỏi mà quý vị không thấy cái đó 10 tháng trước. Lý do là vì sở thuế cố ý không đòi nợ, không tính tiền phạt và không đòi hỏi quý vị phải cung ứng với thông tin. Nếu mà quý vị có trễ chăng nữa 3 năm thì họ cũng đợi cho đến khi nào mà tình hình ổn định. Là bây giờ là cái thời gian mà Kim Hoàng thấy là ánh sáng cuối đường hầm đó, có nghĩa là
những cái hệ thống hành chánh mà thông thường chính phủ phải làm, họ sẽ bắt đầu làm và tiếp tục làm một cách rất là ráo riết. Có nghĩa là nước Úc đã qua cái đại dịch rồi, cái thông điệp mà Bộ trưởng Ngân khố George Fenimore muốn đưa ra là chúng ta phải dần dần trở lại cuộc sống thường nhật của cái thời tiền đại dịch Covid-19, và tất cả những cái hoạt động, những cái activity của chính phủ thì nó cũng sẽ dần dần trở lại, và có thể nói trở lại một cách mạnh mẽ hơn trước đây nữa thưa anh. Rất mạnh mẽ. Không những là từ sở thuế đâu, Kim Hoàng thấy là tất cả các ngân hàng cũng đang có những cái hoạt động ráo riết để mà truy thu lại những cái khoản nợ mà tất cả những cái người khách hàng đã trả chậm trong suốt thời gian vừa qua. Bởi vì cuối tháng 3 này là nó hết rồi. Hết rồi, vâng. Và đó là những cái khó khăn mà người dân Úc sẽ phải đối mặt. Và cũng chính vì vậy, một cái thống kê mới nhất cho chúng tôi thấy từ tờ Farm Insider cho một cái thống kê có tới 31% người dân Úc họ cảm thấy đang bị áp lực tài chính rất là khủng khiếp. Và đây là một con số mà họ đã là với hơn 100 người tham dự trong suốt nhiều tháng vừa qua. Cái tỷ lệ này rất cao phải không thưa anh? Dạ vâng, thì chúng ta đã nêu ra những cái đề tài này những chương trình trước đó, thì rõ ràng là về vấn đề buôn bán hay là giới tiểu thương chẳng hạn thì một người trên ba người là cũng như là 1/3 những cái doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng lớn, là tại vì như Kim Hoàng nói là chúng ta trở lại vấn đề thực tế tiền Covid thì lúc nào những cái sự khó khăn và những cái sự trở ngại về công ăn việc làm hay là những cái sự buôn bán của những nhất là những giới tiểu thương và trung thương đều có gặp những khó khăn. Tuy nhiên 1/3 là cái con số mà chúng tôi nghĩ là nó cũng gọi là tương đối mà thấy được là một phản ánh được một phần nào một cái sự khó khăn, và những cái sự khó khăn này từ những cái mortgage là những cái nợ nần mà nó tích lũy, nợ là nợ những cái bây giờ chúng tôi nói thực tế là outgoing hay là những cái chi phí của một cái thương vụ mà chúng ta được khoản, cộng nhất là cái tiền rent đó không quý vị, cộng thêm với lại những cái chi phí khác, rồi cộng thêm với lại cái tiền thuế, cho nên là rõ ràng là họ bị một cái danh từ gọi là cash flow problem, có nghĩa là cái tiền ra vào nó không có được như xưa nữa, và tuy là nó trở lại bình thường nhưng mà cái vấn đề chúng ta hay nói là catch up, là chúng ta phải đuổi kịp lại những cái nợ cũ đó, thì cái đó vẫn là một cái vấn đề rất là nan giải. Cái vấn đề tiền rent mà anh Huy vừa mới nêu lên, kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta là chủ doanh nghiệp thì chắc chắn là chúng ta nắm được vấn đề này rất là rõ ràng, là trong năm đại dịch 2020 vừa qua chúng ta có quyền thương lượng với chủ nhà là những cái người landlord, họ có thể sẽ giảm cho chúng ta 30%, 40%, 50%. Và cái đó là chúng ta không cần phải trả. Nhưng mà cái phần còn lại, có nghĩa nếu họ giảm 50% thì cái phần 50% còn lại chúng ta không có khả năng trả trong năm 2020 vừa qua. Đây là thời điểm mà họ sẽ truy thu lại tất cả những cái khoảng 50% thiếu hụt đó, cộng với lại cái tiền rent full, có nghĩa là cái tiền rent nguyên thủy mà tiền chúng ta không được bớt nữa. Được, thì đây là một cái gánh nặng rất lớn đối với các giới tiểu thương, và cũng chính vì vậy mà rất nhiều tiểu thương họ đang suy nghĩ đến cái thời mốc điểm 30 tháng 3 này là họ có nên tiếp tục duy trì cái hoạt động của họ hay không, hay họ nên khánh tận cái hoạt động của họ để họ không phải trả những cái khoản nợ mà họ sẽ phải đối mặt. Mà con số thống kê mỗi một doanh nghiệp có thể sẽ đối mặt trên hàng trăm ngàn đô la chứ không phải nhỏ thưa anh, bởi vì nó kéo dài cả năm qua. Vâng, thì cái sự tồn tại của những cái thương vụ đó chúng ta sẽ thấy rõ hơn vào khoảng cái thời gian mà từ tháng 4 đến tháng 6 trước tài khoá năm tài khoản năm 2021 chấm dứt đó, thì chúng ta sẽ thấy được là trong vài tháng tới thôi là cái số lượng mà bị khánh tận như chúng ta đã tiên đoán trước, hay là những bình luận gia, những kế toán gia, những kinh tế gia họ đã tiên đoán thấy được là những cái số mà người tiểu thương sẽ không còn tồn tại và còn sẽ có một bị số bị khánh tận những cái thương vụ của họ. Stop. He needs to stop doing that. He said stop. Probably his locks up. That's it. Oh, man up, you're playing like a girl. Come on. He knows this all the time. He just misses me. Stop! That doesn't matter. There's no excuse. Yeah, we need to chat with him. Tất cả chúng ta đều có khả năng để chấm dứt sự bạo hành. Nếu bạn thấy sự thiếu tôn trọng, hãy lên tiếng, được chính phủ Úc Canberra cấp phép. Và ngoài ra, những một cái khía cạnh khác mà chúng tôi cũng rất quan tâm, và hiện nay thì Kim Hoàng nghĩ rằng tất cả mọi người đều đang quan tâm, đó là cái tình trạng gia tăng giá nhà cửa.
những cái thông tin về Sydney thì chưa có rõ ràng, nhưng mà thông tin từ Melbourne, từ tờ The Age ở Melbourne, thưa anh Huy, cho thấy là giá nhà của Melbourne nó đã trở thành giá ảo rồi. Bởi vì có nhiều căn nhà, kính thưa quý vị, là những cái giá của các công ty địa ốc họ đưa lên, họ tự nâng mức giá lên cao hơn giá trị thực tế nhiều phần trăm, có thể là 10% hoặc 20%. Và khi mà ngân hàng họ đến họ định giá để mà họ có thể xác định cái món nợ cho mỗi một người, thì cái giá của ngân hàng và cái giá của công ty địa ốc nó là một trời một vực, và nó có cái sự khoảng cách, một cái sự chênh lệch rất lớn. Và đối với những cái người mua đấu giá thì họ không làm gì khác được hết, bởi vì họ đã đồng ý mua với cái giá rất là cao rồi, thưa anh. Kim Hoàng biết không, trong những cái thời điểm mà gọi là boom đó, hay là nhà cửa quá nóng đó, thì nó sanh ra nhiều những cái hiện tượng rất là, chúng tôi phải nói là nó cái chu kỳ nào cũng giống chu kỳ nào. Thứ nhất là người mua, giống như là những chương trình trước tôi cũng có nói là người mua đấu giá họ không biết họ làm cái gì, có nghĩa là họ không biết họ ngừng ở bao nhiêu và họ biết là họ có thể trả hơn bao nhiêu, họ không có một cái bài toán. Cái bài toán là coi như là nó không liên quan nữa, mà nó là cái cảm giác, đúng hơn nó emotional. Thì vì vậy nó đâm ra một cái tình trạng nó rất là nguy hiểm cho cái thị trường địa ốc, là không biết là như là nó sẽ trở thành ảo, là cái giá nó không tưởng. Thưa quý vị, gần đây đó thì lúc nào cũng vậy, trong cái lúc boom thì chúng ta thấy có những cái cách mà hành xử của những người real estate agent là họ đưa một cái giá undercut, là họ cố tình, họ biết là cái thị trường đang rất là nóng, cho nên là họ cố tính là đáng lại cái nhà đó trị giá 1,5 triệu thì họ chỉ đề 1,1 triệu thôi, để thu hút cả 100 người đến rồi sau đó những người này họ sẽ nâng cái giá trị đi lên, mà không phải là người reset họ nâng lên. Đúng là tôi như là anh được có tiên là cố tình để một cái giá thật là thấp để cho người ta ham, chúng ta mình nói như vậy để appeal những cái căn nhà đó. Và quý vị thấy là trong những weekend vừa rồi, những cái tin tức là có 85 người đăng ký đấu giá, rồi sau đó là 10 người đấu cho những cục là căn nhà lên. Có những căn nhà ở Sydney và Melbourne giá price guide đó quý vị, trong đó là để 2,1 triệu mà bán thành 3,4 triệu. Đó là một căn nhà ở Hunter Hill đó, thì anh ở Sydney đó, với một cái diện tích chỉ khoảng 800 trên dưới 800 mét vuông thôi, và giá reserve có nghĩa là giá mà reset agent đưa ra là 2 triệu, nhưng mà cuối cùng đấu giá lên là 3,9 triệu và trở thành một trong những cái cuộc đấu giá đắt đỏ nhất của thời điểm hiện nay. Và tại Melbourne, kính thưa quý vị, đây là một cái hồi chuông báo động, bởi vì khi mà những cái thống kê và những cái điều tra của các cơ quan truyền thông báo chí họ đã phanh phui ra được, thì người mua hiện nay đang là những nạn nhân của các công ty địa ốc. Và nếu mà chúng ta không sáng suốt và chúng ta, như anh Huy vừa phân tích, đi đấu giá theo cảm tính và không có một cái sự định hướng là cái căn nhà này thật, cái giá trị thật sự là bao nhiêu, thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là dễ mắc bẫy. Và khi mà chúng ta đã chốt cái phiên đấu giá rồi, cái búa đã gõ rồi, thì cho dù chúng ta có muốn rút lui, chúng ta vẫn sẽ bị mất 10%. Là đây là một cái yếu tố vô cùng quan trọng mà chúng tôi muốn đưa ra để nhắc nhở tất cả mọi người, là trong cái thị trường địa ốc hiện nay, khi chúng ta đi đấu giá, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Tốt hơn hết là chúng ta nên có một cái independent valuation từ ngân hàng để biết chắc là cái giá trị thật nó chỉ ở cái khoảng đó thôi. Để nếu mà chúng ta không vượt quá cái mức cái giá trị của nó. Có chỉ có một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là ai nó bị cuốn vô trong cái chu kỳ này đó, thì giống như Kim Hoàng, đúng là cái chữ nạn nhân, là tại vì cái giá thực của nó là nếu mà quý vị phải mượn một cái số nợ quá lớn, mà cái lợi tức của người dân ở Úc trong những suốt thời gian là khoảng 6-7 năm nay không chưa có một cái sự gia tăng nào, và chúng ta, nếu mà chúng ta không có một cái nguồn khác để mà hỗ trợ những cái số nợ mà chúng ta đã phải mua một căn nhà, chứ quý vị 2 triệu mà quý vị phải nợ tới 1,3 triệu chẳng hạn, thì mà quý vị có 700.000 deposit là một số tiền không nhỏ, mà chúng ta phải mượn 1,3 triệu, liệu rằng cái 1,3 triệu đó bao nhiêu thời gian thì chúng ta mới trả hết được cái nợ đó. Chúng quý vị thấy đây là một cái sự thiếu cân bằng khủng khiếp, mà chúng tôi nghĩ là đây là một cái, mỗi lần những cái chu kỳ mà về nhà cửa nó quá nóng, đó là một cái hiện tượng không hay, chứ không phải là một cái hiện tượng tốt. Là vì thậm chí ở những cái chu kỳ trước đó, nhiều người ta cho rằng là ồ, thế nhà đang quá cao, quá nóng như vậy, nhiều bố mẹ rất là lo sợ là ta không biết con mình sẽ mua như thế nào, và dần dần nó sẽ gây ra một cái sự hoang mang, mà fear of missing out là cái chữ mà những báo chí, những giới truyền thông hay dùng, nó vẫn cứ tiếp tục diễn trong chu kỳ này qua chu kỳ khác. Mà không may cái chu kỳ của chúng ta
lại quá sớm. Tại vì 2017 chúng ta có một chu kỳ quá chúng ta mới có 3 năm, 4 năm thôi. Thay vì là cái chu kỳ 7 năm là mới là một cái sự gia tăng gấp đôi của giá địa ốc. Nhưng mà hiện nay thì bởi vì Covid-19 cho nên mọi thứ nó không có còn bình thường nữa. Tất cả mọi sự diễn ra trong cái năm 2020 và đầu năm 2021 nó đã trở nên những cái hiện tượng bất bình thường. Và vì vậy mà chúng ta phải càng cẩn thận hơn nữa, để nếu không thì chúng ta sẽ phải bị kẹt trong cái quyết định của chính mình ở một cái thời gian rất lâu. Đó là chưa kể cái vấn đề chúng ta không có khả năng chi trả nếu mà lãi suất gia tăng, và đến khi phải bán căn nhà thì chúng ta chưa chắc gì đã lấy lại được vốn hoặc là đủ tiền để trả ngân hàng nữa. Cái lỗi ở đây cũng là vì cái lãi suất nó quá thấp, làm cho người ta phải dẫn đến sự đồng ý về đầu tư thiếu sáng suốt. Chúng ta phải nói vậy, là tại vì chúng tôi đầu tư là vì lãi suất thấp. Cái đó mới là cái vấn đề mà nhiều người phải xét lại. Và nhưng mà thống đốc ngân hàng Triệu Kim APR, tiến sĩ Philip Lowe không công nhận đây là lỗi của ngân hàng Triệu Kim, bởi vì ông vẫn cho rằng chính lỗi là của các ngân hàng. Các ngân hàng cho vay quá dễ dãi, siết chặt cái vấn đề cho vay lại thì người ta không mua được nhà nữa. Để mình chia sẻ với quý vị một cái chuyện mà nó cũng liên quan vấn đề nhà cửa đó, là Kim Hòa còn nhớ là ông cụ thống đốc ngân hàng Triệu Kim của Hoa Kỳ Alan Greenspan, trước khi mà khủng hoảng kinh tế tài chính của Hoa Kỳ năm 2008 đó, thì những cái lời lập luận của ông ta thì tôi có nhiều những cái điểm mà tôi không đồng tình. Thì ông nói là người Hoa Kỳ nếu mà vay mượn trên một cái số nợ nhà, thì nếu mà ngân hàng cho vay 110% á thì không có gì là sai. Là ở Úc chúng ta thì quý vị thường thường quý vị vay 80% trên giá trị định giá của căn nhà, phải không thưa Kim Hà? Thì họ thì bên Hoa Kỳ là họ cho vay tối đa thì là 110 hay là 110% không sao. Vì ông lập luận là nếu mà cái chu kỳ nhà Hoa Kỳ cứ 7 năm hay 10 năm thì gấp đôi, thì ký một cái khoản nợ 40 năm thì thường thường ở Hoa Kỳ họ ký hay 30 năm, 35 năm, 40 năm thì 110% nó không có gì vấn đề cả. Cho nên là vì vậy nó mới sanh ra những cái thời điểm mà từ 2004 những cái sự bùng nổ về nó gọi là subprime, có nghĩa là những người không có khả năng vay mượn và ký giấy mượn. Cho nên là cái miền Nam của California là nạn nhân của những cái lãi suất rẻ, tiền quá nhiều, ngân hàng muốn đẩy đi cứ cho vay, rồi rất là nhiều broker, cái là không phải là chuyên nghiệp đã vào trong nghề để lấy những cái hoa hồng đó, nó sẽ dẫn đến một cái sự tai hại vô cùng cho thế giới. Đó là năm 2008 khủng hoảng kinh tế tài chính trên toàn cầu. Và chúng ta không hy vọng nước Úc của chúng ta sẽ theo vết xe đổ của Hoa Kỳ trong thời điểm đó. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện nay thì các chuyên gia đang vô cùng lo lắng với cái bối cảnh giá nhà cửa này. Và lời khuyên là nếu mà chúng ta chưa có nhu cầu cấp bách thì chúng ta cũng đừng có vội vã đưa ra những cái quyết định trong những cái thời điểm như thế này, mà hãy nên kiên nhẫn và chờ đợi để thị trường nó có thể ổn định một phần nào đó, và cũng để chờ xem thái độ của ngân hàng Triệu Kim là gì, họ có gia tăng lãi suất hay không. Thì đó là những cái quyết định và những cái lời khuyên mà chúng tôi muốn đưa ra trong chương trình ngày hôm nay, để tránh cộng đồng của chúng ta không trở thành nạn nhân của cái thời kỳ giá ảo trong cái thị trường địa ốc như thế này. Và trở lại với những cái thông tin liên quan về đến an ninh của quốc gia, kính thưa quý vị, thì trong những năm vừa qua, mà nếu mà Kim Hoàng nhớ không lầm, thì vào năm 2019 thông tin về cái hải cảng ở Darwin cho một công ty Trung Quốc thuê mướn trong vòng 99 năm với một cái mức giá là khoảng trên dưới 500 triệu đô la đã gây hoang mang cho rất nhiều người, đến mức độ mà Tổng thống Mỹ thời đó là ông Obama đã có những cái nỗi lo ngại và đã thảo luận trực tiếp với Thủ tướng Malcolm Turnbull lúc bấy giờ. 2016 là ông Obama và ông Malcolm Turnbull đã gặp nhau ở Philippines để mà nêu lên những cái concern này, là bởi vì cái hải cảng này cho thuê vào năm 2015 sau cái thời của ông Tony Abbott. Và đây là một cái yếu tố mà cho tới thời điểm này thì cái vấn đề cho thuê cái hải cảng Darwin nó vẫn còn là một cái nỗi nhức nhối mà chính phủ Úc không biết làm thế nào có thể thu hồi lại cái hợp đồng hoặc là có thể hủy bỏ cái hợp đồng cho thuê này. Tuy nhiên ngày hôm nay thì có những cái thông tin nó mở ra một cái hướng đi mới, là chính phủ Úc vẫn có thể áp dụng cái quy luật duyệt xét đầu tư nước ngoài mới để mà hủy cái hợp đồng này, phải không thưa anh? Đây là nguồn tin rất là vui. Đó là một cái điểm nhức nhối vô cùng khi mà cái hợp đồng nó ký đó. Thưa quý vị, cái công ty mà thuê cái cảng Darwin 99 năm đó, nó có nhiều điểm vô lý, là ai cũng biết rõ trong đó là cái cổ đông lớn nhất là Đảng Cộng sản của Bắc Kinh, và một số cổ đông nhỏ trong cái công ty đó mà có đại diện tại Úc đó là chỉ là giới tư nhân. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là vẫn điều khiển bởi Cộng sản Bắc Kinh. Cho nên ở thời điểm đó thì
những cái cảnh báo của cái sự xâm lăng của Trung Cộng với nước Úc về vấn đề kinh tế lẫn chính trị nó chưa có được gọi là một cái trào, cũng như là một cái đưa cái làn sóng nó đang ngầm thôi, nhưng mà chúng ta có thấy được cái sự xâm lăng nó có cái sự rõ ràng. Nhưng mà 5 năm sau thì rõ ràng là chính thủ tướng Malcolm cựu thủ tướng Malcolm Turnbull và Scott Morrison thủ tướng cũng đang bắt đầu phải suy nghĩ là chúng ta phải làm sao mà để ngăn chặn cái làn xâm lăng này, và Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu cho rằng là đây là một cái sai lầm lớn của nước Úc đã ký với nhưng mà thời điểm đó thì chúng tôi không trách được là cái làn sóng đầu tư của Trung Cộng đang ồ ạt vào nước Úc, và cái dư luận lúc đó thì chưa có đủ mạnh, nó không có căng thẳng như hiện nay. Và thật ra thì cái hợp đồng thuê mướn cái cảng Darwin này, các luật sư đã xem qua, nó không có một cái gì gọi là sai trái, nó hoàn toàn hợp lệ, thưa anh. Nếu mà chúng ta nhìn về cái bối cảnh của 2015, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn về bối cảnh của 2020 và đặc biệt là 2021 thì cái vấn đề này nó trở thành không bình thường chút nào cả. Quá sai, bởi vì Darwin là một cái vị trí chiến lược vô cùng quan trọng mà hơn 2.500 binh lính Mỹ đồn trú tại đó. Và thứ hai nữa là cái quan trọng chính là cái người mà thuê cái cảng đó là trực thuộc của đảng Cộng sản Trung Quốc, thì cái đó là cái điểm mà chúng ta không thể chấp nhận được. Tại vì an ninh quốc gia và quốc phòng và vấn đề chiến lược mà chống lại những cái sự mà gây ảnh hưởng về thế lực mềm hay là những cái thế lực để mà khuynh đảo cái nền chính trị hay là kinh tế của Úc thì cái điều là không nên. Cho nên chắc là trong tương lai thì chắc là chúng ta có những cái sự thay đổi về cái hợp đồng mà thuê bao của cảng Darwin. Bởi vì khi mà thông tin đã được đưa lên báo chí thì Kim Hoàng nghĩ rằng là mọi người đã có một cái con đường rút lui mà nó không vi phạm hợp đồng. Một sau khi mà chính phủ liên bang sẽ can thiệp để mà hủy bỏ cái bản ghi nhớ MOU mà chính quyền của thủ hiến Daniel Andrews tại Victoria đã ký kết với Bắc Kinh, thì Kim Hoàng nghĩ rằng cái hải cảng tại Darwin sẽ là cái bước thứ nhì mà chính quyền liên bang phải làm để mà giữ cái sự an ninh cho nước Úc. Đó là cái điều mà có lẽ là người dân sẽ tán thành rất là nhiều. Trước cái bối cảnh đó Kim Hoàng, thì chính phủ của liên đảng đang đưa nước Úc về là chúng ta phải phát triển Bắc Úc của tướng Tony Abbott, cụ tướng Tony Abbott. Vì vậy cho nên những cái sự phát triển đó nó bị những cái đầu tư liên tục vào nó để là sự khuyến khích mà. Nhưng mà nếu mà một công ty mà mướn cái cảng này để làm khuất trương cảng này thì không có gì sai về cái mặt thương mại. Tuy nhiên ở thời điểm đó thì chưa có ai có đủ cái cảnh báo về cái sự hiểm họa của Cộng sản Bắc Kinh. Vâng, và nước Úc của chúng ta càng vẫn tin hơn nữa khi mà gần đây nhất là một trong những cái người điều phối viên tại vùng Ấn Độ Thái Bình Dương là ông Kurt Campbell đã công khai lên tiếng là những cái căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ không bao giờ được giải quyết nếu như Bắc Kinh vẫn tiếp tục có những cái hành động bắt chẹt đối với giao thương với Úc Châu. Đây một lần nữa khẳng định là nước Úc của chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi và có thể đương đầu với Trung Quốc, phải không thưa anh? Một cái tin mà chúng tôi phải nói là trở thành rất là yên tâm, là tại vì không biết là cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ như thế nào về châu Á Thái Bình Dương. Và cái sự khẳng định mà Di Kim Hoàng nói là một ông chùm mà ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, Thái Bình Dương là nói chung là nó cũng giống như là giáo sư Carl Thayer mà nói về chiến lược Việt Nam, là ông là một rất am hiểu về những cái tình hình đó, và ông nói là nước Úc sẽ không bị bỏ rơi. Cái câu đó là câu tôi đắc tâm nhất và coi như là cái sự yên tâm. Và cái điểm thứ hai đó là tân bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin đã đến Nhật và đã bắt đầu có những cái gây nên một cái tứ trụ, cái nền, cái một cái lập lên một cái hệ thống xi măng tứ trụ để mà rất là kiên cố, để có lẽ là đưa ra một cái dấu hiệu là chúng tôi đang đối đầu với lại Trung Quốc. Thì đây là hai cái tin vui. Thì rõ ràng là tổng thống Joe Biden đã có một cái sự chú ý và không bao giờ muốn bỏ rơi Indo-Pacific. Chúng tôi phải nói là Indo-Pacific có nghĩa là Thái Bình Dương và châu Á, nhất là có luôn cả Ấn Độ. Và nước Úc của chúng ta hiện nay đang trong cái giai đoạn có cái mối bang giao khá là tốt đẹp với Hoa Kỳ thông qua cái cuộc họp thượng đỉnh The Quad, là cái nhóm tứ cường lần đầu tiên có sự tham gia của 4 vị lãnh tụ của Hoa Kỳ, của Úc Châu, Nhật Bản cũng như Ấn Độ. Và đây cũng là một cái phiên họp thượng đỉnh đầu tiên của tân tổng thống Joe Biden. Điều này cho thấy tầm quan trọng của khu vực châu Á Thái Bình Dương dưới thời của
chính phủ Joe Biden trong thời gian 4 năm sắp tới. Cảm ơn Huy đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn Kim Hoàng và chào tạm biệt quý vị thính giả của Vietcetera. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần tới.